đói rồi à? Hôm nay muốn ăn gì? Chị có mỗi đậu thôi. Có mỗi đậu với rau khoai lang thôi. Em Nhem có ăn không? Có ăn à? Ôi trời ơi, đấy, con gì nó làm em ngứa đây này. Trời ơi, gãi một cái mà lông bay tứ tung vậy. Nhem muốn chị làm món gì? Em muốn chị làm món gì? Thật mà, hôm nay không có thịt đâu, chỉ có đậu thôi đây này. Em đứng luôn à? Này, với đi, Nhem với đậu đi. Với được chị cho Nhem ăn luôn đấy. Này, Nhem là một chàng trai thích ăn rau xanh, đúng không Nhem? Này, bây giờ phải ăn đấy nhá, không là chị nói rồi đấy, ông chị xấu hổ với mọi người lắm. Quả đậu đấy. Quả đậu này có thể luộc hoặc là sao? Em không ăn à? Thế để yên chị tìm rau khác nha. Đây lại là một món rau nữa. Đây là rau khoai lang. Em có muốn ăn rau khoai lang không? Không cho, không cho. Em ăn không? Vâng á, chị cho thì em phải ăn hết đấy nha, không như quả đậu lúc nãy đâu nha. Nha. Em vâng đi. Ừ. Nào, quay đây. Đây. Đây này, em ăn cái đầu non này. Ui trời ơi, ăn rồi. Ăn ngon chưa? Kiếp. Dạo này béo quá rồi. Ở nhà cách ly chỉ có ăn xong lại ngủ thôi, nên là phải ăn rau vào để cho nó giữ eo, không nó béo phì ra toàn mỡ là mỡ. Thấy chưa, ăn ngon rôm rốt. Em ăn đi. Ăn không? Em ăn cái lá này này. Tôi đang nuôi một con thỏ đấy. Thực ra Nhem là thỏ đấy chứ không phải là mèo đâu các bác ạ. Nó chỉ là đội lốt một con mèo thôi. Chứ nó là con thỏ mà. Hay là nó là con lợn nhỉ? Lợn cũng ăn rau mà. Em là con gì? Nhem, Nhem nói đi. Nhem có phải là con mèo không? Hủy là phải hay là không? Nào, hôm nay cho các bác chiêm ngưỡng cái mặt của Nhem này. Em ăn nữa không? Chị lấy cái cây mới cho em ăn nhé. Em không ăn cái này nữa à? Cây này em ăn hết lá rồi còn gì nữa. Đấy, anh sâu lại cào ghế rồi. Thôi nhá, nhà em không thích ăn nữa rồi. Bây giờ lấy một cái cây mới. Đây, cây này nhiều lá hơn này. Thỏ ở đây. Thỏ ơi. Vẫn đang ăn. Thơm ngon đến lá cuối cùng. Thôi em ăn từ từ, em phải nhai đi chứ. Nghe tiếng rất là rồn rột. Có cần cho tí gia vị vào không? Này, nghe mời có rau mới đây.
Tiếng xe máy ngoài đường chứ có gì đâu. Nè, chán rồi, em ăn no rồi, em không ăn nữa đâu. Bây giờ là đến giờ các bạn nhỏ ở ngoài xóm bắt đầu chơi ở Mỹ đấy. Em có muốn ra đấy chơi không? Ra đấy các bạn bắt nạt đấy. Eat and see. Vlog ăn rau của nhà em đến đây là hết rồi. Hẹn các bạn vào vlog những ngày tiếp theo nha.